Thưa quý vị, trong một buổi sáng sớm cuối tháng 4 thì chúng tôi cùng đoàn kiều bào đã lên tàu kiểm ngư KN490 và cùng hướng ra Trường Sa thân yêu của chúng ta. Các kiều bào đã hội tụ từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ông Lê Thanh Bình và đoàn kiều bào Ba Lan đang chuẩn bị cho chuyến hải trình đặc biệt, cùng với hành trang là nỗ lực và lòng quyết tâm. Tôi là lần thứ hai ra với Trường Sa, nhưng mà thật sự là nó cái cảm giác nó vẫn bồi hồi, nó rất là hồi hộp. Và cái cảm nhận nó tôi nghĩ đến 10 lần rồi tôi cũng thế này, với cảm giác rất đặc biệt. Ngoài cái tình cảm mà của cá nhân, tôi còn mang được cái thông điệp và cái tình cảm của cộng đồng người Việt Nam ở Ba Lan nói riêng và cộng đồng người Việt ở khắp các nước nói chung, để mang cái tình cảm đó, mang nỗi lòng đó ra với Trường Sa. Cùng góp mặt trên KN490, một trong những con tàu kiểm ngư hiện đại nhất Việt Nam, với mỗi thành viên trong số 69 kiều bào là những cảm xúc thật đặc biệt. Đoàn dự kiến tới thăm 14 điểm đảo tại Trường Sa và nhà giàn DK1. Vừa dẫn đầu hai cuộc tuần hành của kiều bào tại Hàn Quốc, anh Trần Hải Linh đã kịp góp mặt trong đoàn công tác số 6. Năm thứ hai liên tiếp ra với Trường Sa, anh Linh cùng các bạn trẻ kiều bào Hàn Quốc đã hoàn thành những món quà đặc biệt. Đó là giàn rau thủy canh cùng những giống rau chịu nhiệt và chịu mặn tốt, máy phát điện năng lượng mặt trời và máy chuyển độ ẩm không khí thành nước ngọt. Tất cả được chính các bạn trẻ tại Hàn Quốc chế tạo, nghiên cứu phù hợp với điều kiện sống tại Trường Sa. Cảm xúc của tôi bây giờ vẫn là một cái cảm xúc rất là dâng trào, hồi hộp được đến thăm Trường Sa. Và lần này theo lịch trình của đoàn thì tôi được biết là sẽ được thăm các đảo khác nhau mà lần trước tôi chưa được đi. Và đây cũng là một cái mà chúng tôi cũng có những một số các dự án liên quan đến Trường Sa, thử nghiệm nuôi trồng tại Trường Sa để mang đến cho Trường Sa những cái món quà phù hợp với cả cái và nâng cao cái đời sống thực chất của cán bộ chiến sĩ và nhân dân ngoài đảo. Tạm biệt đất liền, tạm biệt cả cây bàng vuông đưa về đất liền từ chuyến đi trước. Ông Bình cùng đoàn kiều bào hướng về hải trình Trường Sa với tình yêu và tất cả tấm lòng của kiều bào đối với Tổ quốc thân yêu.